Dạ là em xin chào tất cả các bác ạ. Thì là sau một năm làm việc thì ai cũng có những giây phút căng thẳng, mệt mỏi. Sau đây thì em xin mời các bác là nghe cái câu chuyện mới em kể về cái cuộc sống rất là đời thường. Sau khi nghe xong thì là các bác không được chia sẻ rồi là nói chuyện với bất cứ ai nhá. Cái câu chuyện là thì là ngay hàng xóm nhà em ấy thì có một ông cụ 65 tuổi, cụ bà thì 60. Cứ sáng hôm đó thì cụ ông đang ngồi hút thuốc lào, thấy cụ bà đi qua rồi chân đá thúng đụng nia, nghe có vẻ rất là bực tức. Cụ ông mới hỏi là: "Ở cái bà này, sao vừa sáng sớm ra mà lại có vẻ là bực tức khó chịu thế? Thế là sao nhỉ?" Cụ bà mới bảo: "Ấy dài ơi, ngày xưa thì đạn súng cối của ông bắn ầm ầm ra, bây giờ thì ông chỉ đeo súng cho oai thôi chứ còn chả được cái nước non gì cả." Thực sự là ngay sau khi nghe câu chuyện đó thì cụ ông mới nghĩ lại rằng đúng thật là ngày xưa thì là như sắt như đồng, như đinh đóng cột, như dòng phun mưa, bây giờ thì như cải muối dưa, mười thang minh mạng vẫn chưa ngặt được tí nào, vẫn tịt tịt như thế này này. Dạ đấy là cái cụ ông than về cái ngày xưa của mình. Cụ bà mới nói luôn rằng: "Mới cách đây có 2 năm thôi, ông rất là sung sức, khỏe rồi hùng hục như trâu húc mã ấy tí tí." Cụ bà bảo: "Ngày xưa thì sáng sớm chiều trưa, bây giờ chỉ có lưa thưa gọi là tí 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 thôi đi, chán lắm." Cụ ông nghe câu đó thì rất là tức, ông đáp trả lại luôn: "Ê, đấy là cái chuyện ở nhà thôi chứ, chứ sang hàng xóm thì là vẫn như là ngày xưa." Đấy ạ, thực sự là một cái lạ thì bằng một tạ cái quen. Trong cuộc sống thì ai cũng vậy, dù các bạn có làm gì, các bạn có đi đâu thì hãy nhớ về gia đình nhỏ bé của các bạn. Đó là một điều hết sức là quan trọng ạ. Thì hy vọng rằng qua cái câu chuyện của mình vừa kể thì mọi người hãy sống cho gia đình của mình. Và gia đình của mình là số 1 nhá. Số 1.